Tập 18. Nè, Lão Tam, xuống. Lão Tam, anh không sao chứ? Của tôi. Không sao chứ? Được đấy, không sao là tốt rồi. Anh Tiêu, ai cho mọi người tự ý rời đội hả? Mau đưa súng đây cho tôi. Của tôi mà, đưa tôi. Chúc mừng mọi người, mau đi theo con suối bên kia đi. Bên đó rừng cây khá rậm rạp, người Nhật đuổi theo không kịp mọi người đâu. Vậy anh phải làm sao? Mặc kệ tôi, chúng ta chia nhau hành động. Đại Hổ, đưa họ mau chống rời đi. Dân, đi. Khốn nạn, mau lên. Đồ ngốc, tôi bảo anh mang súng đi mà anh cứ không mang cơ. Không phải chứ, Tam ca cũng đồng ý ủng hộ tôi mà. Mang súng ra ngoài nguy hiểm đến thế nào cơ chứ? Đúng vậy, trên người giấu súng chỗ nào được đây? Dù sao đi anh ra ngoài cũng thật đen đủi. Cô, tôi cũng nghĩ vậy đó. Nghĩ cái gì hả? Hai người đừng có cãi nhau nữa. Vì sao lại không nghe lời Lão Tiêu? Lỡ anh ấy xảy ra chuyện thì sao? Anh Tiêu, anh Tiêu, thật không thể chấp nhận được. Ta phải bắt chúng trả giá. Đưa hắn đi cho ta. Mang qua đây cho tôi. Sao người vẫn lạc mất vậy? Người đó cướp một con ngựa rồi chạy thoát rồi. Anh nhìn tay hắn đi, có giống con khỉ không? Đi thôi. Đại đương gia, cô chút nữa bảo Tam ca trả súng cho tôi đi. Đừng làm phiền tôi. Cô đồng ý là của tôi rồi đúng hay không? Không thể nào. Không, không phải chứ. Con người cô sao có thể như vậy được? Khẩu súng này rất vừa tay, rất thích hợp. Cô, cô ấy lúc trước đã đồng ý với tôi sẽ trả súng cho tôi rồi mà. Không phải chứ. Tôi nói với hai người, có thể có nghĩa khí giang hồ hơn được hay không hả? Sao lại nói lời mà không giữ lời? Tôi nói cho anh biết, tâm tình của cô nương hôm nay rất tốt, nên không chấp nhận với anh. Tam ca, trong lòng của tôi, anh là người có nghĩa khí giang hồ nhất luôn đó. Anh trả súng lại cho tôi đi mà. Anh, tôi thấy hình như anh không vui lắm thì phải. Nếu như chúng ta còn như vậy thì chắc đến đánh thắng trận ta cũng không thể. Phấn thăng, anh không thể ngày nào cũng sống mơ mơ màng màng như vậy được. Tôi uống rượu sống mơ màng, nói lời sống mơ màng, xem một thế giới sống mơ màng. Tôi phải sống được đến cảnh giới mơ mơ màng màng. Phấn thăng lão đệ à, anh đúng là Trương Các lão tại thế. Không dùng con mắt của một người bình thường nhìn thế giới. Thế đạo hiện nay, nếu muốn làm một người bình thường thì sớm đã chết rồi. Lại đùa rồi.
Giờ tôi còn có thể sống mới là chuyện đùa đấy. Báo cáo trưởng quan, ban nãy nghe người của chúng ta nói phía trấn Am Đông có tiếng súng không ngừng. Trấn Am Đông? Đúng, trấn Am Đông không phải có người Nhật đóng quân hay sao? Mọi người đều đang truyền nhau nói có người nổ súng bắn chết, phiên dịch của người Nhật Bản. Trấn Am Đông, đây đúng là điển hình con thỏ gấp cũng cắn người. Có một số phiên dịch viên dựa vào người Nhật chống lưng, mà còn khen ngược hơn cả người Nhật Bản. Có lẽ có người bị ép đến nóng nảy, bị nóng nảy đó phấn thăng, sau đó mới bị hắn ta giết chết, đúng không? Dù sao bây giờ người Trung Quốc tay dính máu tươi cũng đã có rồi, đúng không? Tư thế oai hùng của phó tư lệnh Phùng chúng ta đã trở lại rồi hay sao? Thế này lại là sao? Sao lại cười ngốc nữa rồi? Thật thất vọng. Ban nãy tôi xem quân phòng vệ gần trấn Am Đông nhất lại là bộ của Lý Mãn Ngưu. Vậy thì không có kỳ tích gì xuất hiện rồi. Đây chỉ là một chuyện ngẫu nhiên thôi, cũng chẳng phải sự kiện gì. Chuyện này tôi cũng nghe nói rồi. Ngược lại tôi thấy đây đúng là một sự kiện. Thử nghĩ mà xem, liệu có thể là người của phe bên kia làm hay không? Tân tướng quân của đảng Cộng sản. Chuyện không cần mạng như vậy chỉ có thể là bọn chúng làm mà thôi. Tôi nói mà, chúng là một đám gậy chọc phân. Anh xem, anh đến quấy rối gì chứ? Giới chọc bọn Nhật nóng nảy thì phiền phức lắm. Phấn thằng, anh làm gì vậy? Anh nói chúng là gậy chọc phân. Vậy chúng là gì chứ? Tất nhiên chúng ta không phải là phân rồi. Lão Trịnh, chào Mậu Lâm. Chào anh. Chào cô, mời. Chào anh. Nào. Lão Trịnh, lãnh đạo phía trên đã có chỉ thị mới cho chúng ta sao? Đúng, tôi tới đây để tuyên bố với mọi người một tin tốt. Nào, ngồi xuống trước đi. Nào, ngồi đi. Thưa các đồng chí, trong tháng 5, dưới sự lãnh đạo của ban công tác phố Đông, năm chi đội tuần hộ phố Đông, trung đoàn 50, lữ đoàn 25, sư đoàn 13 ngụy quân đã bị đảng Cộng sản ta khống chế một phần lực lượng, lần lượt tiến vào khu vực Tam Bắc Chiết Đông, thành lập cơ quan Tam Bắc. Điều này có nghĩa là căn cứ đội du kích kháng Nhật và Chiết Đông của chúng ta đã chính thức được thành lập. Lệnh bổ nhiệm cần những đồng chí này trong đội ngũ chúng ta. Đồng chí Dương Mậu Lâm làm chính ủy, đồng chí Tiêu Hàng làm chi đội trưởng, đồng chí Giang Thủy Anh làm chi đội trưởng thứ nhất, Lão Lương làm phó chi đội trưởng thứ hai. Đồng thời, tôi phải chuyển đến các vị lời hỏi thăm thân mật và sự kính trọng từ tận đáy lòng. Trong hoàn cảnh địch ta chiến đấu ác liệt và phức tạp như thế này, mà mọi người không chỉ kiên trì đấu tranh mà còn mở rộng đội ngũ, đây là một chuyện rất giỏi. Phía trên tổ chức muốn tôi đặc biệt gửi đến đồng chí Giang Thủy Anh và Lão Lương lời thăm hỏi và hoan nghênh. Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn chủ nhiệm Trịnh đã mang tới cho chúng ta tin tức nâng cao tinh thần của ta như vậy. Từ nay trở đi, chúng ta không phải đơn độc chiến đấu nữa, mà cuối cùng cũng trở về vòng tay của tổ chức. Còn một việc nữa, tiểu đội khu sẽ sửa thành đại đội độc lập, Lão Mã làm đại đội trưởng. Nhiệm vụ chủ yếu của mọi người chính là phối hợp tác chiến với chi đội của họ. Được. Tiêu Hàng đâu? Lão Trịnh, tôi nghĩ tổ chức nên bãi bỏ bổ nhiệm của đồng chí Tiêu Hàng. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Tiêu Hàng, từ sáng sớm hôm nay tới bây giờ vẫn tự nhốt mình trong phòng, hơn nữa cơm cũng không ăn. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi đã nói rồi nhưng mà anh ấy không nghe. Anh ấy thấy bản thân mình không xứng đáng làm lãnh đạo. Sau đó lại nói với tôi muốn rời bỏ đội ngũ. Nếu như tôi không đồng ý, anh ấy sẽ tiếp tục bỏ ăn. Tại sao vậy? Anh ấy nghĩ thế nào vậy?
đối đầu chiến đấu càng ác liệt thì càng cần khí lực tráng kiện để đón đầu thử thách. Tôi cũng đã nói với anh ấy rồi, nhưng mà tôi thấy thái độ lần này của anh ấy rất quyết liệt, có vẻ là nói không thông. Vậy không được, tôi đi, để tôi đi tìm anh ta. Sao lại cứ giống như trẻ con vậy chứ? Tú Tài, rốt cuộc lão Tiêu bị làm sao vậy? Chính Quỷ, có phải chi đội trưởng để chịu quốc ức gì hay không? Anh nói xem. Tôi thấy phía trên tổ chức cần đối xử với anh Tiêu công bằng. Anh ấy là người dẫn đường của chúng ta. Tôi hy vọng lời anh nói là thật lòng. Đây tất nhiên là lời thật lòng rồi. Sao rồi? Tư tưởng rất tiêu cực. Không phải chứ, tôi thật không hiểu. Một tên đàn ông con trai với anh ta, có chuyện gì thì cứ nói ra, có vấn đề gì thì mọi người cùng nhau gánh. Tôi hỏi anh ta, anh ta nói anh ta rất buồn. Không nói gì sao sao? Không có nói. Thật ra anh ta có nói với tôi một ít. Anh ấy cảm thấy đội ngũ này khó dẫn dắt quá. Đội ngũ không có quy định, không có kỷ luật. Một đội ngũ không có kỷ luật như một nắm bùn nhão, như một bãi cát, không thể thành bất cứ gì được. Được, coi như tôi đã nghe ra rồi. Nói tôi không có kỷ luật, vậy cũng không phải. Ngược lại tôi thấy cô có thể nói chuyện với lão Tiêu, không chừng anh ấy sẽ nghe cô. Được, tôi tìm anh ta nói chuyện vậy. Một tên đàn ông còn già mồm cãi láo. Tôi cũng đi xem sao. Đứng lại. Người đâu? Nhốt Hồ Tử Minh vào phòng cấm túc đi. Vì sao vậy? Không phải tôi chỉ đi trấn am đông thuê sao? Tại sao lại? Anh là chi đội trưởng, mọi việc anh nói anh làm có gì giống với một chi đội trưởng không? Không có mệnh lệnh mà tự ý rời khỏi nơi đóng quân. Nhốt lại 3 ngày trước đã, xong chuyện lại xử lý sau. Không phải chứ, tôi hy vọng rằng các đồng chí của chúng ta trở lại sẽ suy nghĩ kỹ. Chúng ta là một đội ngũ như thế nào? Chúng ta nên là một chiến sĩ ra sao? Một người chỉ đường ra sao? Được rồi, tan họp đi. Tôi nói mọi người nghe không rõ hay sao? Mậu Lâm, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bây giờ chúng ta đã là một đội ngũ chính quy mà. Lão Trịnh à, đây là biện pháp khi không có biện pháp. Đám giang trụy anh xuất thân là thổ phỉ, nói chuyện sâu sắc với họ nghe không có hiểu, nói chuyện nông cạn với họ nghe không ra. Vậy nên tôi với lão Tiêu mới nghĩ ra biện pháp này. Chuyện như vậy cũng chỉ có lão Tiêu mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế này. Không biết hiệu quả thế nào nữa. Tôi nói với anh không chắc. Đúng là không chắc thật. Không phải có câu như thế hay sao? Thuốc dân gian trị bệnh nặng, trị bệnh cứu người. Đi đi, chúng ta qua bên kia nói. Bên này. Tôi biết tôi sai rồi. Từ nay trở đi, tôi sẽ không làm theo ý mình nữa. Được chưa? Quan trọng là mọi người các cô đều tự mình làm theo ý mình. Vậy thì kế hoạch hành động sau này phải thực hiện thế nào đi? Trận này còn có thể đánh hay sao? Được rồi, bây giờ tôi biết lợi hại rồi. Chỉ cần anh không đi, tôi đảm bảo sau này sẽ nghe anh tất. Cô nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Tôi là đại đương gia đó. Tôi nói lời sẽ giữ lời thôi. Chính Quỷ, Tiêu Hàn đang công tác tư tưởng cho đồng chí Giang Thủy Anh. Quả nhiên lão Tiêu này cũng là một tay giỏi làm công tác chính trị lắm, cũng giống như anh là một tay giỏi quân sự. Lão Tiêu có rất nhiều ưu điểm mà tôi không có. Quan điểm của ta giống nhau. Tiêu Hàn luôn có thể làm ta kinh ngạc. Đúng. Vậy được rồi. Vậy tôi tạm thời ở lại thêm mấy ngày, quan sát cho thật kỹ. Được. Hôm nay nói tới đây thôi. Đồng chí Tiêu Hàn, đồng chí Lão Trịnh, chào anh. Công tác tư tưởng của anh thực là người ta mở mang. Tình huống đặc biệt, đối xử đặc biệt. Đúng vậy, hoàn cảnh đúng là có tính chất đặc biệt. Đúng vậy Lão Trịnh, tại sao lại tới đây? Lão Trịnh đặc biệt tới để tuyên bố anh làm chi đội trưởng. Sau này đội ngũ sẽ càng chính quy hơn rồi. Cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm tôi. Chi đội trưởng
Xin chào chị đội trưởng. Đi qua bên kia. Đi, mọi người đi trước đi. Lão Tiêu, lão Mã nói đúng đó. Đúng là người xấu có xấu chiêu. Biện pháp này cũng chỉ có anh nghĩ ra thôi. Nhưng mà có một vấn đề. Chính quỷ, anh nói Giang Thủy Anh này, tuy nói cô ấy là một nữ lãnh đạo, nhưng mà cô ấy là nữ giới, nói không được, đánh cũng không xong, có phải hay không? Vậy nên hết cách, tôi chỉ có thể dùng phương pháp không chính quy để giải quyết. Được rồi, anh thấy hiệu quả thế nào? Hiệu quả thì không nói, nhưng mà tôi thấy anh là tấm gương của cô ấy. Tôi nghĩ anh nên tự nói với cô ấy là tốt nhất. Tôi thì thôi đi, tôi đi nói với cô ấy. Nếu hiệu quả không tốt làm sao? Không thì không chắc. Tôi thấy hiệu quả của anh nhất định còn tốt hơn hiệu quả của tôi. Anh không có tự tin vậy sao? Không phải là tôi không có tự tin, là anh nhìn Giang đại trại chủ kia đi. Cô ấy bây giờ hoàn toàn, cô ấy là con gái sao? Có đúng hay không? Đội trưởng Tiêu, Tú Tài, cô sao vậy? Chào. Ngồi đi, đứng làm gì? Ngồi ngồi. Tôi tới đây để nói chuyện với các anh. Sao hôm qua nói với tôi nhiều như vậy? Tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Thức bụi tôi không phải là một người không nói lý lẽ đâu. Đúng đúng đúng. Nếu như anh nói đúng, vậy tôi chắc chắn nghe theo. Chuyện này là tôi đã sai. Một mình tôi vậy quen rồi. Tôi quên mất cảm nhận của người khác. Còn có cả vấn đề kỷ luật anh nói cũng không có vấn đề. Một đám người ở bên nhau thì phải có quy tắc. Đúng đúng đúng. Lúc tôi làm lão đại, nếu như có người lừa tôi, tôi thực sự sẽ bắn chết hắn. Yên tâm đi, Giang Thủy Anh tôi nói được làm được. Chuyện mà tôi đồng ý với các anh, tôi tuyệt đối sẽ không lại làm. Các anh tin không? Tin, chúng tôi tin, chúng tôi tin. Không phải, không phải. Sao anh lại nói thay lời tôi vậy? Anh tin thì tôi nào đã tin. Anh tin không là chuyện của anh mà. Dù sao tôi tin, vậy không đúng đâu chính quỷ. Bây giờ anh với tôi như châu chấu trên cùng một sợi dây. Anh không thể tùy tiện đồng ý với cô ấy được, có phải hay không? Anh xem tôi thật thà khuyên cô ấy lâu như vậy, tại sao anh lại đến đây phá tôi? Sao tôi lại? Anh rõ ràng, đội trưởng Tiêu, về nói chuyện, anh nói đều đúng. Nhưng mà nói về làm người thật thà, anh thật sự không bằng Tú Tài đâu. Anh xem, không thể nào. Tôi thật thà như thế không so được với anh ta hay sao? Ngoài ra, anh ta là tên giả heo ăn thịt hổ. Không phải chứ? Anh ta hoàn toàn là giả vờ đó. Tiêu Hàn, tôi... Đúng không? Có người ấy à? Có thể giả vờ tuyệt thực. Tôi tin Tú Tài không như vậy. Ai ai? Ai giả vờ tuyệt thực? Anh ấy thật sự không ăn. Không có ăn. Cái này tôi có thể chứng minh. Tôi á? Tôi... Đừng nói nữa, uống nước đi. Cũng không thể bắt tôi uống nước mãi như vậy được. Tôi uống no nước, bụng dạ cũng không khỏe. Sao vậy, anh đói rồi hay sao? Tôi đi nấu, nấu cho anh bắt mì. Anh không thể đi, anh là tấm gương. Anh quên tôi nói với anh rồi hay sao? Anh đi với tôi, không phải chứ. Anh không đói hay sao? Đói, đói, đói. Cấm túc cũng kết thúc rồi. Đây là súng lão Tam vợ tôi đưa cho anh. Cảm ơn anh Tiêu. Cái này là đồ ăn. Đường xa núi cao, mang đi ăn đường. Sau này chúng ta gặp lại. Không phải chứ, anh Tiêu. Đây là gì vậy? Không cần tôi nữa hay sao? Không phải tôi không cần anh. Tôi còn thích anh lắm chứ. Chỉ là đội ngũ của chúng ta thực sự không giữ được anh nữa. Không phải chứ, anh Tiêu. Tôi không làm chuyện gì xấu mà. Đúng vậy. Đúng là anh không làm chuyện gì xấu hết. Tất nhiên, trên đời này người làm chuyện xấu dù sao cũng là số ít. Đa số người làm vẫn là chuyện tốt. Anh, tôi vẫn làm chuyện tốt có phải hay không? Tôi hy vọng anh có thể hiểu. Anh chỉ cần không làm chuyện xấu đã là làm chuyện tốt rồi. Không phải chứ anh. Anh nói thẳng với tôi đi. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tôi sẽ sửa. Hồ Tử Minh, tôi cũng hy vọng anh nói thẳng với tôi. Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Tôi cũng sẽ sửa. Không phải chứ anh. Anh à, tôi xin anh làm gì vậy? Anh tha thứ cho tôi một lần này đi. Lần này anh không tha thứ cho tôi sẽ tự xử bắn tôi. Quan trọng nhất là anh không khống chế được chính mình.
Bỏ súng xuống đi. Bỏ xuống. Anh có thể ở lại, nhưng mà trong lòng của anh cần rõ ràng. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Nếu như sau này anh vẫn không thể khống chế lời anh nói, tôi vẫn hy vọng anh có thể rời đi. Nếu như anh muốn trở thành một chiến sĩ đích thực, anh phải thay đổi làm con người mới hoàn toàn. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Ra ngoài đi. Tự mình nghĩ cho kỹ. Lão Tiêu, sao vậy? Tôi thấy Tử Minh không đúng lắm. Sao? Không có chuyện gì đâu. Ngồi đi. Hôm nay Lão Tam lại đi trấn An Đông. Anh ấy nói từ sau khi tôi gây chuyện, người Nhật Bản bắt một đám người vô tội, xử bắn ngay chỗ tên phiên dịch kia chết. Bắn! Thả tôi ra! Chúng giờ ngày càng xấu xa, ngày càng táo tợn, đúng là không phải con người. Lão ta còn nói anh ấy nghe được. Dân chúng hy vọng chúng ta lúc nào đó có thể xả giận giúp họ. Lão Tam, tự anh nói đi. Không có gì để nói hết. Dân ta đang bị hại thảm. Lão Tiêu, người Nhật Bản quên quan như vậy, tôi thấy ta nên cho chúng biết mặt một chút. Vậy tốt. Vậy để chúng ta đưa chúng về nhà. Được. Vậy anh lên phương án tác chiến đi. Sau đó đám chúng ta lại đưa ra thảo luận. Được. Đám nhóc các cậu, sao thấy tôi lại không nói nữa? Ban nãy không phải còn vui lắm hay sao? Có phải sống nhẹ nhàng quá rồi hay không? Có phải không? Được rồi. Yêu cầu của Trung tá Oda, tối nay trừ người ở lại gác, tất cả đều xuất phát. Đi tướng công điện tìm cấp dưỡng, đồ dần chuyển về. Vậy tốt quá rồi, giống như đi chơi vậy. Đúng không nào? Các cô gái, chúng tôi tới đây. Anh chỉ nghĩ gái thôi. Sato, trung đội các cậu ở lại phòng vệ. Những người khác đi. Tại sao chứ? Đối với quân Nhật không thể đánh giáp lá cà, phải đánh phục kích. Nhưng lúc chúng chưa chuẩn bị, đột ngột tấn công, tiêu diệt bọn chúng. Hơn nữa không thể đánh tại thôn trang trấn, phải phòng bị sau khi ta đi. Quân Nhật sẽ trả thù người dân. Với vũ khí của chúng ta hiện nay, không thể nhanh chóng diệt gọn quân Nhật, nhưng mà không thể biến chúng thành thú bị nhốt. Với năng lực tác chiến cá nhân của chúng rất mạnh, khi chúng trở thành thú bị nhốt sẽ tạo thành thương vong cho ta. Vậy nên phải để lại cho chúng một con đường, sau lại tiêu diệt chúng trong lúc truy kích. Tôi nói đây, Tú Tài, đây cũng không phải là đường đến trấn Am Đông. Người Nhật Bản sẽ tới không vậy? Đây là hướng đến trung đội quân Nhật. Tất cả con đường của tiểu đội Nhật Bản đã bị chúng ta khống chế cả rồi. Lần này Lão Tiêu không định để chúng trở lại. Mọi người chú ý ẩn giấu. Ngài tiểu đội trưởng, lần này chúng ta trở về, có thể cho chúng tôi chút phần thưởng tinh thần hay không? Chuẩn bị. Họ nói anh trông thấy con gái Trung Quốc liền giống như ma quỷ ấy, như bị trúng tà, người tràn ngập lực lượng vô hạn. Toàn thể tập hợp. Tiểu đội trưởng bị phục kích, giờ lập tức xuất phát. Toàn thể bên trái quay. Xuất phát. Đi. Mau rút. Rút.
Rút. Bắn. Đây cũng có mai phục, chú ý ẩn nấp. Rút, mau rút. Anh em, xông lên. Mau, 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 mau. Sao chỗ nào cũng thấy mai phục vậy? Trốn đi. Rút, mau rút. Trở về. Trốn đi, trốn đi. Ai cho mấy người chạy đi hả? Ai cho cô chạy đi hả? Cô không sao chứ? Yểm hộ. Đừng xông lên, đừng xông lên, vây săn. Chúng ta phải như săn lợn đường ấy, vây săn chúng. Truyền lệnh xuống, vây săn, 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 vây săn. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, lập tức rời đi. Phải xếp lại xác đám lính Nhật, đợi tụi chúng đến thu xác. Rõ. Chuyện đó chúng ta cũng lo hay sao? Cái này anh không hiểu hay sao? Cái này là binh pháp, công tâm vi thượng. Đám Nhật Bản còn có tim chắc. Đúng vậy. Sao rồi? Tên Lý Bản Mưu này, bộ chỉ huy vẫn mãi không nghe điện. Từ trình độ ác liệt của tiền tuyến xem xét, lần dẫn quân này cũng chỉ có thể là đội ngũ của Lý Bản Mưu mới có thể có năng lực. Tham mưu trưởng, tôi lo lắng đội ngũ của bưu tử này đã đấu với người Nhật Bản rồi, có cần phải di viện hay không? Phấn Thăng, mọi người lo lắng thừa rồi. Tôi vừa tới gần tấn công điện để tra xét một chút. Từ tiếng súng phán đoán được quả lực của quân Nhật Bản rất đều, vẫn như trước đây, cực kỳ có sát thương. Kiểu 38 hay súng cối có cả, rất đầy đủ. Có thể phán đoán ra đây là một đội hình đầy đủ của tiểu đội tăng cường. Nhưng mà có một điểm rất kỳ quái, đội ngũ đối đầu với quân Nhật cái gì cũng có. Tôi có thể nghe ra tiếng cãi nhau lớn phù phù. Rất hiển nhiên đây là một đội ngũ chấp vá, vũ khí gì cũng có, tốt xấu không đều. Ý anh là đám bộ đội này là chấp vá hay sao? Đúng vậy, rất giống một đám thổ phỉ đánh trận, vừa đánh miệng còn gào to, hét cái gì linh tinh ấy, không nghe rõ chúng đang hét gì nữa. Ban nãy anh đã lên tiền tuyến xem rồi hay sao? Dân, tôi vừa nghe thấy tiếng súng, đã dẫn về đội đến đó xem sao. Tôi sợ người Nhật đánh đến đây, đến đó vừa xem, chúng không phải chuyện như vậy. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đến lúc này rồi, ai dám khiêu chiến quyền quy về địa vị của quân Nhật ở đây? Tôi vừa qua đó, người đã không thấy rồi. Đây là bị người Nhật diệt rồi. Theo như phân tích ban nãy của Phấn Thăng thì chúng chỉ là một bọn ô hợp, gom đây gộp đó, đánh không lại người Nhật Bản. Phấn Thăng, binh lực hai bên thế nào? Nhân số quân Nhật có khoảng một nửa tiểu đội tăng cường, còn đội ngũ hỗn tạp kia giống như có trăm mười mấy người, nhân số không quá 200. Trăm mười mấy người dám đấu với một tiểu đội tăng cường của Nhật Bản, vậy cũng thật không biết tự lương sức. Nếu không phải một đám điên thì cũng là một đám ngốc. Thật quá không hiểu người Nhật rồi. Chẳng qua theo như tôi thấy, để đám người Nhật Bản tiêu diệt cũng là một chuyện tốt. Đám người Nhật là một đám sói,
ba năm hôm lại ra ngoài ăn thịt uống máu. Lần này chúng ăn uống no đã rồi, chắc nhất thời cũng không lại xuất hiện đâu. Tôi đoán chúng ta sẽ có một thời gian yên ổn. Tư lệnh phân tích thật có lý. Đây là pháo truy kích của quân Nhật. Nghe, yeah. Còn có tiếng nổ của pháo bộ binh kiểu 92. Đây là tiếng của súng máy hạng nặng. Lão đại, bưu tử, không đúng, người Nhật bị tổn thất hay sao? Tại sao lại khai hỏa tới chỗ đóng quân của ta chứ? Người ta chọc đám Nhật mà giờ ông đây phải đi gánh tội hay sao? Chúng thật không để sự thân thiện mà ông đây bình thường thể hiện với chúng, và sự ngầm hiểu đã đặt thành vào mắt mà, còn khai hỏa luôn với ta. Tôi đã nói với mọi người rồi, mau chóng chạy đi, đám người Nhật sớm tới đây rồi. Đừng gào lên nữa, phấn thăng. Anh với bưu tử lập tức chỉ huy, lập tức chỉ huy bộ đội tiến hành chặn đánh, sau đó lần lượt rút lui. Tôi với tham mưu trưởng đưa cảnh vệ doanh và những người khác rút lui trước, mở ra căn cứ mới. Bọn tôi đợi các anh. Sau này gặp lại, sau này gặp lại. Đại ca, trưởng quan, đừng có hoảng. Hoảng cái gì mà hoảng? Đây là pháo kích mang tính trả thù của người Nhật Bản, là sự kích đột phát. Chúng tới để cứu viện, chúng còn chưa chuẩn bị xong để chiếm giữ chỗ này của chúng ta đâu. Đi nói với anh em đều đừng hoảng. Dân, mang những thứ có thể mang được mang đi hết đi. Mau, mọi người đều thu dọn xong đồ đạc đi. Những thứ vô dụng đều đừng mang đi. Nhanh, lần lượt rút lui. Ngô Thuần, mau. Không sao chứ? Mau, lau mặt đi. Xem có chỗ nào nổ bị thương không. Để tôi tự làm cho. Đừng hoảng. Ngô Thuần, đừng ngay ra đó nữa, đi theo tôi mau. Đám người Nhật này thật đúng là xấu xa cực điểm. Mọi người nghe xem, phóng pháo loạn cả núi. Nghe ra chủng loại pháo còn không ít. Pháo bộ binh 92, pháo truy kích, lựu pháo, còn có cả bích kích pháo. Diện binh tới nhiều cũng nhiều nhỉ. Năng lực cơ động của quân Nhật cũng thật tốt. Mỗi một chút bộ đội của quốc dân đảng căn bản là không thể soi được. Cho dù là mấy người chúng ta có thể chạy cũng không thể soi được. Đừng nói quân Nhật lợi hại, lần này cũng coi là thấy rồi. Chúng rất mạnh còn ngoan cố. Anh em của tôi đã hy sinh mấy người. Đúng vậy. Chẳng qua nói thật là đám người Nhật này bắn cũng thật chính xác, bắn còn chuẩn hơn đám kiêu binh già nữa. Anh thấy sao? Ngược lại tôi thấy đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi người Nhật tấn công Ninh Ba, đây đã là lần công kích lớn nhất mà bọn chúng phải chịu rồi. Đám người Nhật tự phụ này nhất định không cam tâm đâu. Bọn chúng sẽ luôn muốn nhanh chóng phản công ta. Tôi chỉ thương mấy người quốc quân, họ vẫn luôn không rõ ràng với người Nhật Bản. Cuối cùng không cẩn thận bị chúng ta phá hoại rồi. Tôi lại thấy có điểm không phải. Nghe ý này, người Nhật sẽ còn bắn thêm một loạt pháo nữa. Lão Dương, xem ra chúng ta có một trận khó nhằn rồi. Đáng tiếc nhất là không để đuổi Thu Thảo. Bắn pháo một lần cho anh ta thỏa làm pháo binh. Đợi đấy, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ tước đoạt một đám lựu pháo của người Nhật, đốt cho nó. Cho nó ở bên kia cũng có thể dùng. Tiêu Hàn tỉnh táo cảm nhận một trận đánh quân Nhật ở Tướng Công Điện. Anh ấy bắt buộc phải nghĩ ra kế sách ứng đối trước khi quân Nhật triển khai bắt đầu trả thù điên cuồng. Anh Hổ, anh xem anh Tiêu lại ngồi đó rất lâu rồi, cũng không biết anh ấy là nghĩ chuyện gì rồi. Chắc lại là đang ngẫm nghĩ vụ làm ăn lớn nào đó rồi. Thực ra theo một vị chỉ huy như vậy đánh trận đúng là sảng khoái. Đúng vậy. Lúc tôi còn ở quốc quân, không thấy là một người quân nhân có gì đáng để vinh quang. Nhưng mà bây giờ đã có rồi. Anh Hổ, sau này anh cứ coi tôi như Thu Thảo đi. Tôi là em của anh em ruột.
Tử Minh à, bây giờ hai chúng ta đều là chi đội trưởng, nên là anh em tốt nhất. À đúng rồi, cho anh cái này. Cái này là cái gì vậy? Trước khi Thu Thảo hy sinh, vẫn luôn muốn tôi làm cho nó cái này. Mãi đến khi nó hy sinh thì tôi vẫn chưa làm xong. Chiếc tiêu này có tác dụng như quân hào vậy. Nghe thấy tiếng tiêu, anh sẽ biết được là xông lên hay là rút lui, là đang xen hay là yểm hộ. Tốt quá rồi anh Hổ. Cảm ơn anh Hổ. Không cần đâu. Đi, tôi dạy anh tiếng tiêu. Được. Nếu như người Nhật muốn báo thù, chúng chỉ có hai con đường để chọn. Con đường thứ nhất chính là tấn công Trung Nghĩa Cứu Quốc quân của Quốc Dân Đảng. Con đường thứ hai, chúng ta chọn lộ tuyến nhất định phải quấy nhiễu lực lượng vũ trang kháng Nhật khu Tam Bắc chúng ta. Tất nhiên còn một con đường. Con đường này chúng không muốn đi, nhưng mà chúng ta rất muốn chúng đi. Chúng ta muốn chúng đi hay sao? Đúng vậy. Không phải cô nói với tôi là mua bán nhỏ hay sao? Là buôn bán nhỏ nhất định phải có mánh nhỏ. Thương nhân tuyệt đối không trả giá với người ta, cũng tuyệt đối không theo tiết tấu của người ta. Tôi muốn làm một cái bẫy giống lùa một con heo béo mập to lớn vào một chiếc ngõ hẹp vậy. Nó ở trong đó rầm rì như thế nào, quậy phá ra sao thì nó cũng không thoát được cái bẫy đó của ta. Nhìn anh nhẹ nhàng như vậy, có phải là có đối sách gì hay không? Đúng. Nếu như tôi phán đoán không nhầm thì Trung Nghĩa Cứu Quốc quân trong sóng công kích thứ nhất có lẽ sẽ diễn lại trò Ninh Ba. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nháy mắt thua bại, bỏ chạy tứ tán. Quân Nhật từ lâu đã không còn bất cứ hứng thú gì với chúng nữa. Chúng có ở lại hay không thì người Nhật cũng hoàn toàn bỏ qua. Tất nhiên nếu nói người Nhật muốn chuyển sang tấn công khu Tam Bắc chúng ta, thì lực lượng vũ trang kháng Nhật khu Tam Bắc chúng ta sẽ chịu một đòn khá mạnh. Đây sẽ là chướng ngại rất lớn đối với việc củng cố và lớn mạnh lực lượng vũ trang kháng Nhật chúng ta. Vậy cho nên tôi nghĩ sẽ dẫn quân Nhật vào cái bẫy của chúng ta, đánh bay khí thế huynh quang của chúng, khiến bọn chúng trong thời gian ngắn không dám tùy tiện tấn công chúng ta nữa. Được, Lão Tiêu, dành lên kế hoạch đi. Sau đó mọi người sẽ cùng ngồi lại thảo luận. Chẳng qua có điều này nhất định phải nhớ kỹ phương châm 6 chữ của Chủ tịch Mao: địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi, địch đóng ta phiền, cho chúng biết mặt ta. Nói đúng lắm. Tôi tin làm theo phương pháp của Chủ tịch Miêu thì ngày tháng của quân Nhật sẽ không còn lâu nữa. Ngày 25 tháng 6 năm 1941, quân Nhật tiến vào trấn Hải Bắc, Dư Diêu Bắc, Từ Hy Bắc, Ninh Ba Chiết Giang, tức khu vực Tam Bắc, phát động chiến tấn công quy mô lớn. Làm gì vậy hả? Người các người phải đuổi theo ở phía trước, không phải ở đây. Đuổi theo cho tôi. Dân không đúng nhỉ? Đám Trung Nghĩa Cứu Quốc quân này sao lại dẫn đến Nhật như lợp rồi? Đúng vậy, đáng lẽ phải đưa chúng đến chỗ chúng ta mới đúng. Để tôi đi cho. Không được, Lão Tiêu, tôi mang một đội ngũ nhỏ dẫn chúng tới đây. Được. Anh trọng nam khinh nữ hay sao? Tôi đây không phải là trọng nam khinh nữ. Nữ chỉ huy chỗ chúng ta đây là bảo bối, vậy nên tôi phải bảo vệ cô thật tốt. Đại Hổ, anh bảo vệ chính quỷ. Yên tâm đi, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm đi, chúng ta sống chết cùng nhau. Chết gì chứ? Tôi cũng có thể đưa người đi. Anh suy nghĩ kỹ rồi hay sao? Bắt buộc phải sống trở về. Tú Tài, bảo vệ mình tốt nhé. Đội trưởng,
tôi sẽ luôn suy nghĩ anh phái tôi đi đi. Được rồi. Lát nữa anh đưa mấy đội viên đi, đến một phương hướng khác, tận lực dẫn người Nhật đến chỗ chúng ta. Dẫn tới càng gần, anh suy nghĩ càng thấu triệt. Hiểu chưa? Hiểu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi, mấy người theo tôi. Rõ. Cô là phó chi đội trưởng thứ nhất. Thế này đi, sau khi quân địch bị dẫn vào bao vây, cô bắn phát súng đầu tiên được không? Thế còn tạm được đó. Giống như một chi đội trưởng rồi đó. Đúng vậy, mua bắn hợp lý đúng không? Được. Đại hổ, nghe tôi nói đấy nhé. Đánh xong chúng ta liền rút, không được hiếu chiến. Được. Rút, đi đi, đi, tôi yểm hộ. Đi, đuổi theo, đi. Cô xem đi. Khán lại Hồ Tử Minh này, xem ra tên nhóc Hồ Tử Minh này suy nghĩ còn ổn lắm. Tôi đi tiếp ứng anh ta. Phát súng đầu tiên xem cô rồi. Không thành vấn đề. Đi, bảo vệ tốt cô ấy nha. Tôi theo anh đi.